Hello anh em, đây là cái đầu TV 360 Smart 4K TV của Viettel. Giá cước hàng tháng là 54.000. Hôm trước vào đây này, anh em, con này nó đuổi này. Nó không sợ đâu nhá, con gà Tây này, nó không sợ. Đấy, nó đi chuẩn bị. Hôm trước bị nó đá cho mấy phát, đau thật. Đấy, nó chuẩn bị chạy té rồi. Anh lên đây, anh tí nữa sao đâu, không sợ đâu. Nó phi ra là tôi chạy lên trên này. Đấy, gấu phết đấy, con gà này. Tôi sẽ lắp cái đầu vào này vào cho cái tivi thường. TV thường, TV ngày xưa, TV cổ ấy. Hello anh em nhá, hôm nay tôi sẽ đi lắp cái bộ chuyển đổi quang tốc độ 1000. Đấy. Và cái bộ chuyển quang này là nó sẽ là dưới 1000. Đấy, con G3. Đây, con G3 đây nhé. Con B này. Đây nha, lắp từ cái nhà trên này xuống cái nhà dưới này. Ở đây có nhiều cây nên tôi sử dụng bộ chuyển quang cho nó được bền. Bình thường nếu mà ở đây mình dùng dây lan cũng được, nhưng mà ở đây trong này đi xa quá, cho nên sử dụng cái bộ này cho nó an toàn. Nhà này phải đến tầm 100 mét đấy. Con chó đó mà. Có gác cái con cao thì nó muốn nói ơi, ngay chuồn bào mà nó lạ mà nó cứ đi xẹo mái. Hôm nó đi lên không? Cái này là dây nha đủ không? Vâng. Là khẳng tình ấy. Vâng. Vâng. Nó có xuống ngay dựng lực của man. Đấy nè, xuống đẹp nhé ạ. Ơ có nhiều, ơ có. Đây nhà này, đây là cái khu tái định cư. Ở ngay bên này là hồ Khánh Tạng của Lạc Sơn đây nhá. Đây, ngay bên trên này. Ở đây là khu tái định cư, người ta di dân lên trên này. Đấy.
Vâng. À đấy bạn. Đấy anh em nào mà chưa biết cái hồ Khánh Tạng thì anh em lên Google anh em search nhé. Hồ Khánh Tạng to nhất ở cái khu này đấy. Hồ tự nhiên. À hồ nhân tạo. Người ta đắp lên để xây dựng cái hồ đấy. Phần khu này khu tái định cư rất nhiều dân rồi lên trên này này. Đang xây dựng. Cho anh em xem cái con gà. Hôm trước nó vào nó đuổi tôi. Lên đấy quét luôn cho khách. Khách bảo trèo lên thì quét luôn cho khách chứ. Thôi nhân tiện trèo lên đây quét luôn cho họ. Ở trên này những cái đồi nhưng mà ở đây suốt ngày nước chảy nhiều cá. Đây, nước chảy lúc nào cũng có nước. Ở trong này nhiều nước lắm bởi vì nó nhiều cây cối này. Đây, tôi trèo bằng cái cây sung.
Vâng. Cái tay này lên mới chiếm đầy chút tí đi là. Không có thằng này chơi. À, vâng. Không chiếm tí đó. Đất kể tin đi giờ họ cho là bắt huyết thuồng cho mà. À. Ừ, đó bắt huyết thuồng cho mà la cho nó ra mà. Vâng. Không. Thấy. Vâng. Thấy. Hồi giờ cứ bắt đất kể huyết thuồng. Hay là tình xuân bắt huyết được xuống đi cho nào. Cái nó mà mới la đi ông ơi. Vâng. Khi mà không nhắm nó khó mà. Nè á mà đỡ chỉ dọn qua đi mà tỉ lại đi ta. Vẫn đang liên tu ấy mà. Ừ. Đấy. Đấy. Bằng khen. Với chữa đỉnh thôi. Hả nhớ đỉnh lại thôi chứ làm gì phải đỉnh. Hay cái này bà cứ cất đi đấy. Cái này là cho nó gọn gàng rồi đấy. Vẫn là chẳng gọn gàng gì á. Hồi nhìn nó. Cái tìm nữa. Kể này. Kể không biết bắt cái gì chứ bây giờ cứ bắt của biết chứ sao bắt đưa bắt chỉ ở ngoài đang núi để có bắt người kiểu ngựa để nó tìm để liên tục có kiểu như thế đi đấy. Ok kiểu như thế đi không đi đấy. À. Ừ. Để con nói kể ra cái nam tiền ấy dẫn người đi bây giờ lo kiểu như thế có lo gì không anh không nhăn nữa bây giờ con chưa không à con chưa. Đấy, nó ngõ gòn gang này này. Vậy có tên gì là ok, tên là bọn này chứ lẻ. À, tên vâng. Vâng, ăn ạ. Anh muốn gì là chứ lẻ. Trong cặp mà. Dạ anh ơi, muốn bắt cá hụt thì chị hụt méo mới chị hụt. Vâng. Đấy hụt hụt, có đứa cắt vương nhảy hay không? Cái hụt chị dựng, bắt ra mặt em là. Cần đi tao bảo. Cái bắt cái bắt với hụt đi kìa. Không. Nè, ít thương ốc cái đứa này. Cái đứa có mặt quan hệ mình. Đấy. Mà có cái chối quét qua nữa. Ừ, cái chối này có đứa kêu quét cho. Đấy, ngọ gòn ngay. Thảo chị luôn. Cái đó phải làm nghỉ nha. Hello anh em, đây là cái đầu TV 360 Smart 4K TV của Viettel. Giá cước hàng tháng là 54.000. Hôm trước vào đây này, anh em này, con này nó đuổi này. Nó không sợ đâu nhá, con gà Tây này, nó không sợ. Đấy, nó đi chuẩn bị. Hôm trước bị nó đá cho mấy phát, đau thật. Đấy, nó chuẩn bị chạy té thôi. Anh lên đây. Anh tí nữa sao nó không sợ đâu. Nó phi ra là tôi chạy lên trên này. Đấy, gấu phết mấy con gà này. Tôi sẽ lắp cái đầu vào này vào cho cái tivi thường. Tivi thường, tivi ngày xưa, tivi cổ ấy. Đây mọi người nhá, đây là cái tivi. Tivi ngày xưa thì phải sử dụng cái đó. Cái dây chuyển đổi như này. Cái dây một đầu vào, ba đầu ra. Đây, chạm. Đấy cháo cái nó dùng mà thì chắc xuống cuộn sao bay này đi thôi. Cái cháo dùng nó thôi. Ba ơi, ba ơi, có cái chuối không?
Đuổi à? Vâng, quét qua. À, à, mấy, à, có đúng đỉnh cái nào này. Vẫn mất thảo cua để lòng đúng không? Ê, ấp với dâu nè, cái ba cứ quét qua đi, không ăn mà. Quét qua cho em ấy được. Có nằm mày, đây, chứ mày em. À, tải điện hả bạn? Tải. Vâng. Có con nó cho mấy con cho? Số lần mà đứa ấy bác. À, ông đứa cắn mề. Cắn mề bác. À. À, cho nó tên là Phúc mà. Và tát lên đi nữa. Nếu mà mình này tháo ngõ đây giờ họ ngõ cái này ngõ này. Nghe chói mãi được không? Cái kia này bằng bừng chuối về cái này. Nó có 54.000 kháng đó. 54 như nào con nghe cái nè. Vâng. 54 với chữ của nó nữa không? Đây lệ quân điện đã giảm nữa. Lệ quân cả để khi cốt đi nữa. Ôi gì 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 vậy? Thế nó ở trên thiên điện cứ liền hoặc liều lên này. À chứ nó mây đấy hả? Liều cơ. Nó bắt điện cái kéo như nó đuổi chọc không cho nó. Bắt cứ nó để cả để cho uống đi mà chứa cái như mà như nó là hậu chứa cái như mà ư ẩm mà. À. Ôi liền thiên liều này. Chết mấy cái mười chứ còn mấy trăm rồi đó. Thế thì con lắp ra này phải đi nữa ấy. Hay nhà mình mà dùng đến mật liều đúng không? Hát chứ mấy mình dùng mà mình mật cái quán nhân tay thì nó đồ chẳng cái đi. Đồ gương đồ chẳng. Đây. Ừ. Thế đó, áp cái đồ gương này. Trước nhau thì chính nhân tản nó bật cả ngay ra. À. Cái tiếng mệt mới cần gì đó không? Nhà xuồng khá nó nhiều ý chứ không đủ khám lắm đó mà xuồng đi măng con măng cáo ha này. Để mật liều lại bái phải ngỏ lại đó. Em có bổ mì khí à? Ừ, tâm mì bằng không khác ông bác bà tâm nhiều xuôi hơn em. Ông ba vay là khẩu khẩu ạ. Ơi khẩu cái đi khẩu thảo điện bay mưa lên nè. Vâng. Bà hào điện bay mưa con ông ấy hào điện đi chắc là cái ông ấy lâu. Em. À. Mình ngó ba con thì giờ cô khuê khuê chị ơ mà khuê chị này mà clip đấy. Đang khi khẩu chị đi đỉnh váy mưa là nén không à. À nó cơ sinh năm khẩu khẩu á bác năm trăm tư khẩu khẩu năm tư năm tư cái ngay trước số điện thoại anh ba nhớ không giờ số điện thoại anh Đinh nhá. Đinh nhá. Cái số nò ấy cơ. Ba có số không? Số Đinh à? Vâng. Thế cái nó này nò hay khỏi á phải cái nhỉ? Cái số nò ấy cơ. Mấy cái mật khẩu wifi á. Bây giờ tiên mất. Lật trên. Ừ, mày á, nó bao nhiêu mà nhiều mà nó biết là. Ba có dùng, á có bật wifi. Ừ. Có dùng wifi không? Thì đang khi nó chưa nó chưa cái mật khẩu để dùng wifi nó cho đó nữa. À. Nó có liên kề nó đứa kề nữa nữa.
Cái dùng ai phải mà ngỏ thôi. Đúng rồi. Mình khi nạp lý điện mới quay. Nhớ đi đi, ba hảo xưởng mương thường miếc ba chỗ mà dùng. Cái này. Hãy khi dây lạc với đá hăng à. Cái quán báo nữa lạc. Nhạc vàng. Nhà nó bên mấy mấy. Alo. Anh ơi. Cái cáp mạng lan của anh ấy, nó ở Ôn Nhoan ấy. Anh bán hết chưa? Ồ. Chưa. À bán hết rồi. Anh bán anh lên em ít doanh thu rồi, em lấy con Tenda mà chưa có, nó đang ép doanh thu quá, cho nó lên 5-7 nghìn cái. 5-7 nghìn á? Nếu có doanh thu mà 1.000 thì nó là doanh thu. À. Ờ. Lên đem khoảng bao nhiêu đấy? Lên bằng con Tenda mấy trăm nghìn được. Được rồi, để tí nữa tính nhá. Đẩy em khoảng 100 mét để em lên doanh thu cả. Ờ. Em cứ lấy, anh bảo này, em cứ lấy chỗ ông Thiện một cuộn, xong để đấy cho anh, để anh làm cho. Cho anh một cuộn, em cứ lên cho anh thu một cuộn xong anh làm cái đấy cho, xong anh sẽ trả tiền chú. À bây giờ như này, bây giờ anh có ấy rồi, anh có lấy 2 cuộn rồi thì em lấy 1 cuộn anh đưa tiền cho em lên. Rồi ok, đỡ phải ấy, chiều lúc nào làm nhá. Ok. Ừ nhá. Ok, là cứ lấy riêng một. Nhạc sống Hà Tây. Cái này cái chuyện hay. Cái này cái tiền vật tê chị trả lại thôi này. Đổi tên wifi. Ở trên. Thẳng thẳng vâng. Sau đây là cứ đọng, video. Ví dụ thường thường hay đọng 51 mà ví dụ thế này. Vâng. Nghe được đi, lắp cái đi là 915 thẳng thẳng vâng. Vâng. 909 là ăn sáng thẳng. Ờ, thẳng thẳng cái nào lắp cho cái. Không có em này. Báo chi báo anh không? Khẳng đinh. Nghe anh lọt nói chưa? Bằng nhà, anh hiểu như mày cái đi thôn nhà mình nhà mày. À. Quân cái nào lắp cho dầu bên cái này. Ừ. Vâng. Cái nào không cái đi anh đứa con cái thôn đi cái qua bùn nó lên ủn nữa à mày. À mày phải bầu nó nạch đó để mày phải lôi cái cưng cái đi hờ mà báo chim cái khác. Cái này ba pớ lên như cái nấu cháo đấy, là như nấu cháo ban đâu hay là lên cái hình tín hiệu ban đâu hay lên tín đi. Ừ. Là nhiều V1, V3, V0, V9 mô nào bạn. Đây. Hảo cái này báo được không? Ba bấm lên xuống trái phải. Lên xuống trái phải xong bấm ok và đang chờ. Lên cứ nhấn cái này vâng. Luôn đây vặt lại đủ ngọn nhấn ba cái đất cái này. Lên xuống trái phải ok. Ừ. Đâu bạn? Đâu? Đâu? V7 đây đâu? Đấy. V7 đây đâu? Đứa ghi cho ba ơi, ghi cho bố ông bố bảo bố ba đánh ba nên ngọt vậy. Con nhớ mà ba hảo trưởng mương hay dừ phím nếu mà khế luôn. À, án này cái tiếng mương à, là... nhớ ông Má Hảo nhạc cách mạng nhạc miếc nhé, bây giờ vẫn đi nhạc cách mạng nhạc cách mạng nó ngỏ với vậy nhắm kỳ dừ vẫn đi mất khế đó. Ừ mà đây lấy dù cái đi đấy. Vâng Trung Đức. Cái nào thắt đi, cứ thắt cái nốt tình thầy về ớp ấy. Vâng. Trung Đức.